đại chiến C1, C2. Có phải đâu, B3. Hả? C1 thì mới lên. À, B3, ui ôi, B3 cả xe tải đạn thế này cơ. Eo ơi. Xong cô Thảo nhớ gửi cho mấy đứa đi nhặt vỏ bóng bay nhé. Ủa, ui rồi, thêm một đội nữa này. Kinh chưa các bạn? Cái này mà nó ném vào trên lớp thì là hỏng hết lớp. Không cho lớp, quá triệt rồi, không mang vào lớp à? Trời ơi. Này ném, tự ném nhau luôn. Đâu, thì khác lớp thôi, mỗi bọn B3 kia là áp đảo nhá. Hết rồi, hết rồi. Ném vào xe thầy đoàn nữa. Hôm kia cả xe cả tiến mà vẫn còn đấy. Mới thằng cầm. Thằng kia bê chậu nước, thằng mày bê chậu nước. Chiêu đạn ơi, chiêu đạn ôm cả chậu chạy vào tận ơi. Vào lúc tận. Xe hai hết rồi, qua chắc là chỉ vô tích. Vào tận nơi mà ném chứ. Mới ra đường. Khửng còi cái hoang. Thức bình tĩnh. Thức bình tĩnh nhằm từng thằng tấn công. Kìa bọn nó kìa. Xe không ơi, cái xe kia là của B3 đấy. Sang lăng lớp phải B3 này, nó lên lớp. Hôm qua chỉ quá triệt là không được ném trong lớp vào máy chiếu rồi. Sang lăng cái lớp B3 này nó lên trên 12 mới là quỷ. Hết rồi, hết vốn rồi, các anh chị hết vốn rồi. Đâu hôm qua. Vâng. Có mức độ mưa hôm nay là vấn đề. Các anh hết rồi thì đẩy xe sát vào. Sang làm cái lớp này này. Các em về lớp đi. Màu xanh mang về lớp cho các bạn. Màu xanh của C2. Đây hôm thì vợ chưa bấm dây. Đã bấm đi rồi. Hả? Bấm chạy rồi. Đó, à, ừ. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Kia kia lớp B3 kìa. Chiến binh. Vào đi bê chậu nước. Thằng chết chết. Thằng áo trắng ấy. Thằng áo trắng. Thằng áo trắng. Mày. Ăn cả chậu. Ơi tự nhiên phi sướng. Ơi. Còn sang lắp cái lớp này, mấy cái thằng lớp cái loan nó cứ chóc. Còn đấy mình kinh loan. Buổi người mới thằng áo trắng lúc đây bị gây. Cái đội này nó này thiên về vận động, thể thao này. Đội múa lân nằm trong cái lớp này gần hết. Cái lớp bơi bào. Múa lân, bóng đá, bóng chuyền. Yeah. Bê cái hiệu rồi. Vẫn còn à? Còn là chắn. Hôm nay dầm mưa rồi mai lại kêu ốm. Mai ốm thì nguy hiểm đấy. Ngọc. Cũng được vào đấy. Sao vậy? Vào cướp đạn. Con gái vào cái cửa hết à? Tăng cường thêm một đợt nữa. Ấy ạ.
Hôm qua thấy 12 này, 12 này đăng lên thấy có mấy chậu thôi. Một kia nó chụp cả xe cả tiếng. Đấy, cấm được chơi ngu. Không, bây giờ thì chịu, cứ nói hết. Có những cái mình bảo nó không làm, nó cũng làm đấy. Còn có cấm nó đâu. Ôi, vừa cướp đạn. Không biết làm mấy đứa áo trắng kia là lớp 11. Đấy, bọn xe cải tiến đâu.